Xin kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một cô gái xinh đẹp, con nhà nghèo, rời Buôn Ma Thuột vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thân gái dặm trường, cô đã yêu một chàng trai cùng cảnh tha hương. Nhưng khi chứng kiến cảnh người mình yêu đi cùng một cô gái khác, có những cử chỉ hành động thân mật khiến cho cô nổi cơn ghen. Trong giây phút bị ức chế và có hơi men trong người, cô đã làm một việc tày trời. Chi tiết của vụ việc ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngay sau đây. Nguyễn Thị Ái Thương, sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên ở vùng đất đỏ Tây Nguyên, miền đất Krông Bông, Đắk Lắk. Có những dãy cà phê bạt ngàn, trù phú, nuôi lớn tâm hồn cô. Thương mồ côi cha từ khi còn nhỏ, tuổi thơ buồn của cô cứ thế trôi đi bên người mẹ tần tảo, đau yếu. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với mong muốn đỡ đần gánh nặng kinh tế với mẹ, Thương rời Buôn Ma Thuột vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Lúc đầu, Thương làm đơn xin vào học tại một trường đào tạo nghề để mong sau này có việc làm ổn định. Trong thời gian chờ đợi, được bạn bè giới thiệu, cô đi làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống. Thương thuê phòng ở một xóm trọ nghèo. Nơi đây chủ yếu là các bạn trẻ từ khắp nơi đổ về mưu sinh. Họ giống nhau vì trẻ, nhiều mơ ước và nghèo. Không lâu sau, Thương quen và đem lòng yêu mến Lê Văn Thơm, sinh năm 1990, quê ở Cà Mau. Thơm cũng thường xuyên qua lại phòng trọ của Thương chơi. Lửa gần rơm, đôi bạn trẻ cùng cảnh xa nhà, mưu sinh nơi đất khách quê người. Thương mến nhau cũng là lẽ thường tình. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Mối tình chớm nở của đôi trẻ giữa xóm trọ nghèo lẽ ra phải khởi nguồn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này. Thế nhưng đời không ai học hết chữ ngờ. Vào một ngày khi cả nhóm công nhân kéo nhau đến nhà một anh bạn trong công ty ăn tiệc, thì Thương bất ngờ sửng sốt khi thấy bạn trai mình chở Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1993, đến tham dự. Chạm mặt nhau ở bữa tiệc, Hoa thì không biết gì, còn Thương thì rất uất ức. Mới hơn 10 ngày trước còn gối ấp vai kề, mà bây giờ người yêu cô lại chở theo cô gái khác ngồi ngay trước mặt cô. Thương nghĩ rằng Thơm bắt cá hai tay, phản bội mình. Còn với Hoa, Thương cho rằng cô đang cùng Thơm cười nhạo trên nỗi đau của mình. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ. Ngày 22 tháng 5, buồn bã vì bị người tình bỏ rơi, nên Thương đi nhậu hát karaoke với nhóm bạn gồm Nguyễn Văn Quy, Phan Văn Oai. Sau chầu hát, Thương cùng bạn bè kéo nhau ra quán ốc trước cổng tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 7 uống rượu tiếp. Thấy Thương có vẻ buồn rầu, Nguyễn Văn Quy lấy điện thoại gọi rủ Thơm đến uống rượu chung. Thế nhưng phải một lúc sau, Thơm mới đến nơi và chở theo Hoa. Dẫu biết Thương người yêu cũ của mình ngồi đó, nhưng khi được hỏi đi đâu mà để anh em phải gọi điện thoại, thì Thơm trả lời là vừa đi khách sạn về. Không những thế, Thơm còn có những cử chỉ âu yếm với Hoa ngay trước mặt Thương và nhóm bạn. Nghĩ đến cảnh chỉ mới trước đây chưa đầy chục ngày, Thơm còn tay trong tay, đầu ấp tay gối, rót bên tai mình những lời đường mật, mà giờ lại dẫn người khác đi tình tự. Thương vừa ghen vừa hận. Nỗi uất ức trong lòng cứ dâng đầy thêm sau mỗi cử chỉ âu yếm của Thơm với Hoa. Uống xong ly rượu, Thương đứng dậy đi đến lấy dụng cụ dùng để gọt hoa quả đang đặt trên xe để hàng của chủ quán ốc. Cô vòng ra phía sau tình địch làm một nhát chí mạng vào lưng trái. Khi thấy Hoa gục xuống, Thương hoảng sợ quăng hung khí và bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hoa đã chút hơi thở cuối cùng. Thương chạy về phòng trọ, khóa trái cửa và nhốt mình trong đó. Nghĩ lại hành động nông nổi của mình, người Thương run lên. Cô bật khóc nức nở. Sau đó, Thương được bạn bè đưa đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 30 tháng 11, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Thị Ái Thương, sinh năm 1992, thường trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, làm công nhân tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi đoạt mạng người. Trước đó, tại phiên tòa lưu động vào ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Thương mức án chung thân. Ngay khi tòa tuyên án, Thương đã ngã quỵ tại sân tòa. Với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, thiếu nữ đã làm đơn kháng cáo xin giảm án. Trong phiên tòa phúc thẩm, Thương đã khóc rất nhiều vì hối hận, ăn năn và mong được hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án. Mặc dù gia đình Thương đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị hại đã làm đơn xin giảm án, nhưng sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Thương thể hiện sự ghen tuông, ích kỷ, chỉ suy đoán mối quan hệ của bị hại và bạn trai mà sẵn sàng dùng hung khí tước đoạt mạng sống của một cô gái khác. Với nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Nghe tòa tuyên y án chung thân, Thương đã ôm mặt khóc trong cay đắng.
về thi hành án tại trại giam Tống Lê Chân, Bình Phước khi đang ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Nguyễn Thị Ái Thương đã vĩnh viễn vùi chôn tuổi xuân của chính mình bằng bản án chung thân về tội đoạt mạng người. Những năm tháng qua là chuỗi ngày Thương sống trong nỗi ân hận tột cùng. Tội lỗi khủng khiếp dằn vặt cô đến từng bữa ăn giấc ngủ. Khi nghe tin Hoa không qua khỏi, Thương ước gì có thể thế mạng thay để không phải đối diện với sự thật rằng mình đã cướp mạng sống của người con gái duy nhất trong một gia đình. Trong tù, cô đã viết thư gửi gia đình nạn nhân với những lời lẽ thống thiết. Bao nhiêu ngày đêm con xót xa trước sự ra đi của Hoa, trước sự đau khổ của hai bác, sự tàn ác và vô tri của con đã cướp đi một mạng sống vô tội, để lại cho gia đình hai bác nỗi đau mất mát khôn cùng. Sự ra đi của Hoa và quá khứ tội lỗi ấy cứ giày xéo lên con từ đấy đến giờ. Con có sao cũng được, nhưng một nỗi buồn vô tận là chính đôi bàn tay độc ác của con đã cướp đi người con gái yêu thương của hai bác, để lại hai bác cô đơn giữa cuộc đời này. Bản thân con đã tự đánh dấu lên cuộc đời mình bằng một vết nhơ không thể nào xóa sạch được. Những dòng chữ trong lá thư mà cô muốn gửi tới gia đình nạn nhân chứa đựng niềm ân hận khôn nguôi. Lời xin lỗi dẫu quá muộn màng, nhưng đây là cách duy nhất Thương có thể làm được lúc này để lương tâm có được chút thanh thản. Hơn ai hết, Hương hiểu rõ mẹ cô đã phải chịu nhiều bất hạnh với nỗi đau sớm mất chồng. Một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn và chiến đấu với căn bệnh tim dày vò nhiều năm qua. Bởi thế, từ lúc bị bắt đến khi ra tòa và bị kết án tù chung thân, Thương vẫn giấu bà mọi chuyện. Cô lo sợ rằng bà sẽ không chịu đựng nổi sự thật khủng khiếp rằng con gái bà là kẻ sát nhân, phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân sau cánh cổng trại giam. Thế nhưng giấy không gói được lửa, không lâu sau mẹ Thương cũng biết chuyện. Bà tất tả khăn gói đến trại giam thăm con. Dẫu rất giận Thương, nhưng bà cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bà biết nói gì đây khi con gái mình gần ngay trước mặt mà như xa cách ngàn dặm. Thương bảo lúc nghe tòa tuyên án chung thân cô không muốn sống. Thế nhưng hình ảnh người mẹ già đau yếu luôn mong ngóng được gặp con đã níu kéo cô ở lại. Cô không muốn đấng sinh thành của mình gánh thêm nỗi đau mất con. Cô hy vọng rằng nếu mình cải tạo tốt, một ngày nào đó cô sẽ được về với mẹ trả hiếu cho bà. Thương nói nếu hai người không còn hợp nhau nữa thì khi chia tay cũng phải sống làm sao cho tốt, vươn lên trong cuộc sống. Khi sống tốt, chắc hẳn ở tương lai mình sẽ gặp được người tốt hơn, bởi vì người tốt trong xã hội này còn rất nhiều. Giá như Thương nhận ra được điều ấy sớm hơn, thì cái giá phải trả đã không quá lớn như thế này. Thưa quý vị, Thương là một cô gái xinh đẹp đáng thương, bỗng chốc trở thành hung thủ sát hại người. Điều đáng trách là cô đã không làm chủ được bản thân, bồng bột, dễ bị kích động, nên đã gây nên những hậu quả tai hại. Giờ đây hàng đêm đối diện với bốn bức tường nhà giam, Thương mới hiểu rằng tình yêu thực sự luôn hướng con người ta đến cái đẹp, cái thiện. Và cô đã nhận ra rằng nếu hai người không còn hợp nhau nữa, thì khi chia tay cũng phải sống làm sao cho tốt, vươn lên trong cuộc sống. Khi sống tốt, chắc hẳn tương lai của mình sẽ gặp những người tốt hơn, bởi vì những người tốt trong xã hội này còn rất nhiều. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.